Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Khu số 1, quảng trường trước tập đoàn Hàn Mặc. Cái này cũng thật là phô trương quá rồi, Hoàng bá. Hoàng tổng, ngài làm sao vậy? Em trai ngu xuẩn của ta sớm đã khuyên ngươi đừng phí tâm tư đi nghiên cứu những thứ kỹ thuật cổ đại đó. Ngươi cứ không nghe. Bây giờ ngươi quả nhiên là đã chết trong tay của chính vật mình tạo, cũng quá mất mặt rồi đi. Ngươi đồ khốn nạn này, ngươi làm sao có thể chết trước ta? Chúng ta đã nói phải cùng nhau thống trị khu Tây Nam, rồi lại quyết một phen sống mãi mà. Ngươi mẹ nó không giữ lời hứa, em trai. Chú chết rồi, trên thế giới này ta cũng không còn bận tâm nữa. Hãy để anh thay phần của chú, hoàn thành bá nghiệp đi. Ta đổi chủ ý rồi. Tài sản của các người, tính mạng của các người ta đều muốn. Hoàng Phủ Đức chết rồi. Tiến Hoàng Phủ Thánh này điên rồi sao? Bỗng nhiên lại lật mặt. Xin đại tiểu thư hãy lùi ra sau, chỗ này giao lại cho chúng tôi. Vừa nhận được tin tức Hoàng Phủ Đức trên đường chạy trốn đến khu hoang đã bị một người phụ nữ giết chết. Hoa Cam đã xác minh, người đó tên là Tuyết Hạc, học cùng trường với Diệp Hạo. Chẳng lẽ... xem ra lại là chuyện tốt mà thằng nhóc đó làm. Rõ là trước đó mới đại chiến một trận với boss thế giới, trong thời gian ngắn như vậy mà lại tiêu diệt người đứng thứ hai của Hoàng Chính, không hổ là cậu ấy. Nhờ hắn ban cho chúng ta phiền phức to rồi. Bây giờ Hoàng Phủ Thành đã bùng bổ rồi, chiến thuật kéo dài thời gian của em đã không còn dùng được nữa rồi. Theo ý của anh, em nhanh chóng rút về tổng bộ, để chiến đội Hàn Mặc cố gắng tranh thủ chút thời gian. Phó chủ tịch ngài ấy. Khu số 1, quảng trường trước tập đoàn Hàn Mặc. Cái này cũng thật là phô trương quá rồi, Hoàng bá. Hàn Mặc vậy mà phái một cô bé đến đàm phán. Chủ tịch của tập đoàn Thiên Sang, Đinh Chiến Thiền, Never 95. Hàn Mặc Nông đâu? Hàn Kỳ đâu? Đàn ông của Mặc gia các người đều là con rùa rụt đầu hay sao? Đàn ông của Mặc gia hèn nhát cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa rồi. Quyền chủ tịch của tập đoàn Hoàng Chính, Hoàng Phủ Thánh, Never 100. Hòa đàm là do tôi kiến nghị thì nên do tôi ra mặt. Lại nói chuyện nhỏ này, một mình tôi có thể làm được, không cần phiền huynh trưởng và phụ thân. Không hổ là con gái của bà ấy. Cô và bà ấy năm đó rất giống nhau, gan dạ, có tầm nhìn. Đáng tiếc, nếu mẫu thân của cô còn sống, người nắm giữ Hàn Mặc bây giờ nên là bà ấy mới đúng. Bởi vì Hàn Mặc các người là giang sơn mà bà ấy đã gây dựng nên. Thật là đáng tiếc. Không cần thiết phải nói những việc nhà nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề đi, nói điều kiện của các ông đi. Sảng khoái, trong toàn bộ 9 phân khu của khu Tây Nam, bây giờ Hàn Mặc các người đang nắm giữ 5 phân khu 1, 3, 5, 8 và 9. Điều kiện của ta chính là đem khu 1, 3, 5 cho Hoàng Chính ta, khu 8 cho Thiên Sàng. Như vậy ta sẽ hảo tâm giữ lại cho các ngươi một mạng. Các người có thể kéo dài chút hơi tàn ở khu 9, không đến nỗi chiến không toàn thây. Loại điều kiện này đã không thể nào dùng công phu sư tử ngoạm để hình dung nữa rồi. Yên lặng, bây giờ không phải là bức phát biểu bình luận. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ đại tiểu thư, không cần làm chuyện dư thừa. Hoàng tổng, ngài làm sao vậy?
Đại... Cho dù chạy về bên trong tòa nhà cũng không có ích gì cả. Cục diện bây giờ một khi khai chiến, cho dù là có chiến đội mặc công cũng không thể là bù đắp được tình thế bất lợi về số lượng. Ơi, chính là như vậy mới đúng là Hoàng Tổng. Chúng ta căn bản không cần phải hòa đàm với bọn họ. Trực tiếp dùng vũ lực chấn áp mới là tiện nhất. Phái quân tinh nhẹ đi quấn lấy chiến đội Hàn Công, chiến đội Mặc Công. Những người còn lại lên cho ta bắt sống Mặc Khả Nhi. Làm sao có thể như vậy? Hình như ông đã hiểu lầm cái gì rồi. Ta muốn cướp lấy tất cả mọi thứ, đương nhiên cũng bao gồm cả Thiên Sang ông. Người, vậy mà lại phản bội ta? Phản bội? Không, ông chỉ là một quân cờ trong tay của ta. Quan hệ giữa ta và ông chỉ có bắt triệt phản bội ở đâu ra. Ta sẽ thay ông tiếp quản Thiên Sang, yên tâm an nghỉ đi. Đinh Chấn Thiên Never 95 HP 0%, lên tiêu diệt Hàn Mặc cho ta. Hôm nay không chỉ là ngày tàn của Hàn Mặc, còn là ngày tàn chính ta liết bàn trùng sinh. Còn là ngày mà Hoàng chính ta liết bàn trùng sinh. Sống lên, một hơi tóm lấy Hàn Mặc, sau này chúng ta có thể tung hoành ngang dọc rồi. Giết sạch Hàn Mặc. Ngân Huyên, bảo vệ đại tiểu thư, những người khác, theo tôi nghênh địch. Giai Vọng Xuyên Never 135. Rõ. Đại tiểu thư, vui lòng đừng rời khỏi tôi. Được. Tình hình bỗng nhiên trở nên phức tạp rồi, nguồn cung cấp tài nguyên như nhau. PVP chiếm ưu thế về số lượng, chúng ta có thể kiên trì đến lúc Diệp Hạo tới chi viện hay không? Không có đinh não đâu. Chọn lựa của các người là định đối địch với bọn ta hay là? Đương nhiên là lựa chọn gia nhập với các ngươi rồi. Tôi sớm đã ngỡ mắt Đinh Chấn Thiên rồi. Vốn chỉ là não già như mặt trời sắp tắt mà còn không chịu thoái vị. Ông ta không chết, Thiên Sang vĩnh viễn là không bao giờ có tương lai. Đội trưởng phân đội 1, chiến đội Sang Thế, tập đoàn Thiên Sang, Hồ Phi, Never 120. Hồ Phi ở trong Tuyết Sơn Phi Hồ à trời. Từ hôm nay trở đi, ngài chính là chủ nhân mới của chiến đội Sang Thế chúng tôi. Nói hai nắm, vậy phải xem đầu danh trạng của các ngươi như thế nào rồi. Đầu danh trạng là việc phải làm của... là việc phải làm một số việc. Để cam kết với một phía, đồng thời khóa khả năng trả cờ theo phía bên kia. Tất nhiên nếu đã là đầu danh trạng, vậy thì nhất định là phải đầu của người nào đó có giá trị cao. Phòng thủ cửa thang máy này, một người cũng không thể lao tiến vào. Nhận được, không ngờ chúng ta thân kinh bách chiến, cũng quay về với chiến pháp đánh hội đồng kinh điển nguyên sơ, lợi dụng địa hình làm suy yếu ưu thế số lượng của đối phương. Bắt nạt tạp binh thì có bản lĩnh gì, đến so chiêu với ta đây. Luồng kiếm khí này nà. Đã lâu không gặp, Tiểu Xuyên Xuyên, cấp bậc của cậu lại tăng lên rồi, chẳng lẽ là vì đoàn bản trước đó hay sao? Thật sự là ngưỡng mộ đám đệ tử nhà giàu có ưu thế tài nguyên như các người. Hồ Phi, loại chó đi bán chủ cầu vinh như ngươi không có được ưu thế tài nguyên cũng là hợp lý. Ây à, hai vị đệ đệ bên này vừa đánh vừa châm chọc nhau, đúng thật là nhiều năm rồi chưa nhìn thấy mà. Ngải Nong, ông không phải là bị cấm tiến vào khu 1 rồi sao? Hóa ra sớm đã ngấm ngầm tiến vào. Đội trưởng chiến đội Đế Hoàng, tập đoàn Hoàng Chính, Ngải Lòng, Never 128. Con người cậu cái gì cũng tốt, chỉ là quá cứng nhắc rồi, Tiểu Xuyên Xuyên. Việc đến nước này rồi, đừng vướng viết những quy tắc đó làm gì nữa. Có thể sát phạt thoải mái một phen mới là quan trọng nhất đúng không? Tiếp theo, chúng ta đánh như thế nào đây, Ngải Nong đại ca?
mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng muốn thắng Tiểu Xuyên Xuyên này, anh và tôi phải liên thủ với nhau mới được. Ai nói muốn thắng cậu ta, tôi chẳng qua chỉ là muốn cậu ta gạt bỏ thân phận, thích sát phạt mà thôi. Cậu đừng làm phiền thế giới của hai người chúng tôi, Tiểu Phi Phi. Vậy tôi không quấy rầy nữa. Tôi bảo anh đi rồi sao? Mình nhất định là phải ngăn cản bọn họ, tranh thủ càng nhiều thời gian cho hậu phương. Tôi nói chỉ có hai chúng ta, nếu cậu chần chừ thì... sẽ bị tôi nhân lúc sơ hở mà tấn công. Đáng ghét thật, nếu bị Ngải Long cản trở thì hậu phương sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người phải kiên trì, ít nhất là chống đỡ cho đến lúc. Không ngờ, đến mình cũng đang mong chờ chi viện của tiểu tử đó hay sao? Giết người của Hàn Mặc, các anh em có thể đến vinh quang của cuộc sống rồi. Một trận hỗn chiến, phòng thủ đừng để bọn họ thực hiện được. Chết tiệt, đây quả thật là giết mãi không xong mà. Bất luận là đánh bại bao nhiêu lần tiến công, chỉ cần không phải miểu sát, đối diện cũng sẽ không ngừng đứng lên. Không còn cách nào khác, đây chính là PVP. Đừng kích động, kích sát không phải mục đích chính, mà là cố gắng kéo dài thời gian. Kỹ năng và bình máu đều dùng tiết kiệm một chút đi. Lão tử mặc kệ chết đi, bọn khốn Hoàng Chính và Thiên Sang đều chết hết cho ta. Đại tiểu thư, cô tốt nhất là lùi về trong tòa cao ốc tổng bộ sẽ an toàn hơn. Phía trước sắp không chống đỡ được nữa rồi, tôi nhất định là phải chi viện cho bọn họ. Không cần đâu, tôi lùi hay không thì đều vô ích. Mà cô cũng đừng đi, trước đó cô bỏ qua cơ hội trưởng thành ở thần điện nhất nạc, đã chậm lại so với bọn họ rồi. Đi lên cũng chỉ là lạp mạng mà thôi. Thật không hổ là đại tiểu thư, lời nói vẫn là sắc bén như xưa, mặc dù rất khó nghe nhưng lại là sự thật. Nhưng mà tôi tuyệt đối sẽ không bởi vì chút khoảng cách này mà sợ hãi trốn tránh hiện thực. Chúng ta không phải là đang trốn tránh hiện thực, mà là dưới tiền đề phải bảo vệ tính mạng, nhẫn nại chờ đợi. Tôi tin là cậu ấy nhất định sẽ đến. Cô nà nói, nhặt được bảo bối rồi. Tên Ngải Long đó vậy mà đem phần đại công này nhường cho mình, quay về phải cảm ơn ông ta mới được. Mặc đại tiểu thư, đầu của cô tôi phải lấy xuống rồi. Ơi, Ngân Huyên đại mỹ nhân cũng ở đây à? Nhưng với cấp bậc của cô, cũng là đến nạp mạng thôi. Cho dù là chết cũng phải ngăn cản người làm tổn thương đại tiểu thư. Ngân Huyên level 90, HP 80%. Vậy tôi không khách khí nữa, hy vọng cô có thể khiến tôi chơi tận hứng một chút. Ngân Huyên level 90, HP còn 50%. Ngân Huyền, cô nhanh chạy đi mặc kệ tôi. Đối với công ty mà nói, cô càng quan trọng hơn tôi. Cô còn có khả năng vô hạn để phát triển, chết như vậy thì quá đáng tiếc rồi. Cô đang làm gì vậy Ngân Huyền? Cô đang nói đùa gì vậy? Đây là lời lên nói với một công cụ hay sao? Tôi quả nhiên vẫn là không quá thích cô đại tiểu thư. Ngân Huyền, công cụ không phải chính là dùng xong rồi vứt hay sao? Nhưng nếu cô chết rồi, ngoại trừ thiếu gia sẽ đau lòng ra, hắn cũng sẽ rất là đau khổ. Cho nên tôi sẽ không thể nào để loại chuyện như vậy xảy ra. Hãy để tôi dốc hết toàn lực, chờ đợi anh hùng đến đi. Thiên ma chi thể. Thiên ma chi thể có thể nâng cấp bậc đến 120, duy trì trong vòng 1 phút, sau đó tiến vào trạng thái hư nhược.